kìa. Rồi, bây giờ nhảy qua cái con mới đó là cái con này. Đường đi vô và 3 giờ đi tơ có hai phần đó không? Còn nếu mà
Rồi bây giờ để dựng lên các
chủ ATV, GTV. Nhóm thứ hai là MTV, CTV và TTV. Thì khác nhau của hai nhóm này là gì? Cái nhóm ATV và GTV thì nó sử dụng cái 3 giờ đó là gì nào? Green. Còn cái nhóm còn lại thì nó lại sử dụng 3 giờ là Dividend. Và cũng khác nhau ở chỗ đó không? Thì cái 3 giờ đi tên thì có thể có hai nhóm chính là như vậy. Vậy thì đầu tiên em sẽ coi các tổng hợp những cái nucleotic mà có chứa cái cộng gì bằng Green trong đó. Vậy thì mình coi cái Green nó thành như thế nào mà. Thì ở đây nó có 3 bước, 1, 2, 3 bước. Bước 1 á, là em sẽ phosphorin hóa những cái đường primo bằng một cái hợp chất tên là BRBB. Cái hợp chất BRBB mình đã gặp ở trong cái tổng hợp của các axit nucleic rồi. Nó là một cái đường primo gắn với 3 bước hóa, một cái là biểu số 5 và một cái hai cái còn lại là biểu số 1. Thì nó còn là 5 phosphorinogen, 1 primo phốt phát. Và cái quá trình mà phosphorin hóa các BRBB này của những cái purin tự do thì mình sẽ tạo ra được cái purin ở dạng là mononucleotic, tức là cái A và B hoặc G và B này ha. Tức là cái nguyên tắc là em dùng BRBB và BRBB này á, nó sẽ tạo cái purin và từ purin này em thành lập cái mononucleotic luôn. Lấy một câu cụ thể, bước hai là mình sẽ thành lập cái gì bạn? IMB là gì? Là được coi inosin monophosphate hay là được coi một tạng đó. Và bước thứ ba là mình sẽ thành lập ra luôn cái cấu trúc của gì bạn? AMB, AMB là adenosin monophosphate hoặc là GMB là gì bạn? Guanosin monophosphate. Và sau khi từ AMB và GMB thì em tiến thẳng lên cái gì? ATP và GTP luôn thì nó là dạng gì bạn? Triphosphate. Chưa? Còn vậy thì giờ biết cụ thể thế nào không ta? Không cần nhớ ha, không cần nhớ, chỉ cần nhớ là nó xài cái gì để dựng lên cấu trúc mà mình hiểu cái cách thực hiện như thế nào không. Đây là cái pha một của mình thì nó tương ứng với cái mục số 1 nãy mình nói, tức là mình sẽ sử dụng cái gì bạn? Phosphorin hóa từ primo bằng cách sử dụng cái BRBB. Chưa? Thì dĩ nhiên em phải cần cái đường primo rồi. Thì đây là một cái đường primo gì bạn? 5 phosphat này là chỉ 5 gắn primo. Tiếp theo đó em sẽ lấy hai gốc phosphat của ATP em gắn ở vị trí C1 của đường primo thì em có hai cái chất gọi là gì bạn? BRBB đây, hai gốc phosphat gắn vậy. Dạ. Thì sau đó BRBB nó sẽ phát triển thành các cái purin tự do. Và từ purin tự do đó là mới tiến đến bước thứ ba của AMB và GMB. Đó là sao ha? Rồi. Thì BRBB này sẽ tiếp nhận một cái gốc N2 của một cái aminoxin hiến tặng cho nó, đó là glutamine. Và glutamine hiến tặng bậc đỡ 2 thì glutamine cung cấp bậc đỡ 2 thì bậc đỡ 2 thì chuyển thành gì bạn? Glutamine. Glutamine là như bạn hai bậc đỡ 2 và glutamine chỉ còn một bậc đỡ 2 thôi. Dạ. Vị trí nó nhận cái đỡ 2 đó là C1 và ha, C1. Và ở trên C1 này này thì hai cái gốc phốt phát mà mình gắn trên BRBB là phục vụ cho mục đích em gắn tiếp cái gốc bậc đỡ 2 này mới được nhận lại. Dạ. Cái đó là hai gốc phốt phát này sẽ tạo tiền đề cho gốc N2 gắn ở trên C1 này của BRBB. Tiếp theo mình sẽ dùng một cấu tạo của lysine. Dạ. Mình gắn tiếp vào cái phần N2 em vừa nhắn lên. Đây là cấu tạo của lysine nè, COOH. Cái này là COOH, CH2, N2. Và em gắn, đây là cấu tạo của lysine, gắn thêm với gì bạn? N2. Rồi, gắn nguyên cấu tạo lysine lên thì nó trở thành một cái lysinamic. Dạ. Sau đó cái lysinamic này nó sẽ tiếp tục nó nhận một cái gốc metidine. À, gốc metidine nó gần giống cái gốc CHO là anhydride của mình á. À, thì ai mang đến cho nó bạn? Phosphorus mang đến cho nó một cái gốc metidine và cái gốc metidine nó sẽ gắn tiếp vào cái vị trí N3 của lysine đây. Nghĩa là nối nối dài đây, nối dài ra được chưa? Và trong quá trình nối dài ra thì cái mặt này nó dài quá rồi thì cô sẽ ghi gọn lại. Cái đường ribo này, cái đường ribo này cô ghi thành R. Được chưa? N5 phosphat thì cô ghi là R5 phosphat thì để cho cái mặt thì nó phát triển hoặc nó thêm. Thì lúc này là đây là cái mặt của cô và đây là cái mặt này của cô là vẫn là từ đây tới đây và cô gắn thêm nốt xe hôn, tức là gốc metidin của cái hạt phố có lắm hàng tới. Tiếp theo đó cô sẽ tiến hành lấy thêm một cái gốc N2 từ glutamine GLN, tức là cái tắc của chữ glutamine. Còn GLO
đầu là huyết tắc của gì bạn? Glutamate. Cho nên glutamin này sẽ huyết tắc thêm một góc này là hai lần nữa, và vị trí huyết tắc là vị trí xe này. Ở đây này. Thì nó sẽ đổi chỗ lại là hai và oxy sẽ trả lại cho gì bạn? Glutamin để chuyển thành glutamate. Như vậy là hai cô học thành đây. Tiếp theo đó, cô sẽ bắt đầu khi mà có số lượng đủ là 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Cô sẽ thực hiện đăng tập để cô tạo ra cái vòng 5 này. À, vòng 5. Vậy thì chỗ này là CHO sẽ tiếp cận với gì bạn? NH để đăng vòng này và cô có một cái vòng tròn 5 này. Dạ, 5 này. Thì như vậy, sau khi cô kết thúc sau 1, là cô đang làm cái gì bạn? Cô đang sử dụng một cái giá thể đó là ribonucleic. Bây giờ và cái giá thể đó nó được thể hiện qua là gì bạn? BRBB. Và từ trên cái giá thể này cô bắt đầu cô mặc trong cây nấm đó chính là cái vòng tròn năng hạnh. Làm sao cô mặc được cái nấm ra vòng tròn năng hạnh này? Đó là cô lấy các nguyên liệu, thứ nhất cô lấy gốc này là hai của glutamin, và bây giờ thứ hai cô lấy nguyên cấu tạo của lysine gan rồi, thứ ba cô lấy thêm cái gốc melanin của hormone prolactin nữa. Tất cả những cái này những cái nối dài là cuối cùng cô được cái vòng năng. Dạ. Rồi. Tiếp theo đó cô bước vào sang pha số 2. Thì trong pha số 2 này thằng nguyên nó có mấy vòng? Nguyên nó có mấy vòng này? Có 2 vòng, 1 vòng 5 cạnh và 1 vòng 6 cạnh. Còn nguyên amidin nó chỉ có 1 vòng như vậy. 6 cạnh như vậy thì ở chỗ này cô mới được cái amino imidazole thôi, cô chưa có được cái gì bạn? Cái vòng nguyên thực sự. Thì đó cô sẽ tiếp tục pha 2, cô phát triển cái vòng 5 cạnh này thêm một cái vòng 6 cạnh kế cận. Thì nó làm như thế nào? Thì là cái C2 này cô sẽ gắn vào trong cái vị trí carbon này. Đúng chưa? Và cô sẽ nối dài thêm một vòng ở đây. Tiếp theo đó, cô sẽ lấy cái gốc N2 quả bên tác lên. Cô nối tiếp vào cái C2 của cô. Cái bên tác này là một cái amino acid. Cô lấy cái bên tác 2 của nó. Cô nối tiếp vô cái phần C2 này. Và cái bên tác của cô nó sẽ chuyển giao lại thành gì bạn? Mất cái gốc này là 2 thì nó chuyển thành gì bạn? Phung qua đăng. Dạ. Rồi. Thì cái N2 gắn vô nhảy ra được. Tiếp theo đó cô thực hiện tiếp là cô lấy một cái gốc phổ biến của thằng tấu khoa lát mang cơ. Cái gốc phổ biến này cô gắn thêm vào vị trí N2 phía dưới này thì nó lại mặc ra một cái gốc CO, tức là phổ biến nó sẽ có một cái carbon gắn cái nhóm carbon mà nằm trên cái vòng nguyên này CO và O sẽ hóa thành cái CO nằm ở trên gì bạn, cấu tạo của cái vòng này. Rồi tiếp đến cô làm gì, cô đủ chưa? 1 là 2 là 3 là 4 là 5 là 6. Được chưa? Số carbon và nitơ đủ 6 rồi. Cô sẽ bắt đầu đâm vòng lại. Và khi cô đâm vòng lại cô có một cái vòng này cạnh này 6 cạnh. Được chưa? Rồi. Như vậy là cô kết cục pha số 2 bằng cách nó tạo ra một hợp chất tên là hemoglobin. Đó là gì bạn? Hydrogen monosulfate. Dạ. Vậy thì đây là pha số 2 của cô. Pha số 2 của cô nó kết thúc ở đây. Cô có được hydrogen monosulfate là IMB. Giờ bước đến cái bước 3 là từ IMB cô phải tạo ra AMB và gì? RMB. Sau đó mình sẽ cắt cái phần
từ cái vỏ pin này, từ CO2 này. Đấy. Từ cái vỏ pin này, từ gì nữa đây? CO2 này, đúng chưa? Đó lấy từ gì các bạn? Lấy từ gì nữa? Lysin. Đâu là lysin đó? Đây, lysin. Đúng chưa? Thì đó là những nguyên liệu mà xài để nó cho ra cái protein. Và phần lớn cái glutamin, aspartame và lysin đều là gì bạn? Amino acid. Vậy là nếu như những cái amino acid của cô mà không dùng để tổng hợp lại protein thì nó có thể dùng cho cái trường hợp này để tổng hợp lại cái gì bạn? Protein. Cái đó chắc chắn là cái liên quan đến cái gốc này nó muốn tỏ
liên quan đến ure. À, như vậy thì bây giờ mình coi ha. Để dựng thành cái cấu trúc này, đầu tiên là em sẽ thấy lấy một cái ATP, lấy gốc phốt phát của ATP, lấy một cái gốc CO2 và lấy cái gốc NH2 glutamine. Được chưa? Ba cái đó ghép lại với nhau thì nó mới cho ra cái gì bạn? Cho bao nhiêu phốt phát? Tại vì em lấy có mỗi mình NH2 glutamine thôi, nhớ glutamine nó sẽ còn lại là thành gì bạn? Glutamate. Được chưa? Lấy gốc NH2 thì chứ phải lấy nguyên cái glutamate nó gắn vô. Xin lỗi, chứ không lấy nguyên cái glutamine nó gắn vô, mà chỉ lấy gốc NH2 glutamine để nó gắn vào với CO2 và cái gốc phốt phát thôi. Thì nó cho ra tổng kết là gì bạn? Glutamine phốt phát đó là NH2 gắn với CO và gắn với COO và gắn với một cái gốc phốt phát. Rồi tiếp theo đó, cái glutamine phốt phát này mới gắn với gì bạn? Cái hợp tác nè. Thì khi nó gắn với cái hợp tác thì nó lấy nguyên cấu trúc của cái hợp tác nó gắn vào trong cái phần glutamine, tức là glutamine nó chỉ có đoạn nào bạn NH2 và COO này là glutamine thôi. Gốc phốt phát này gắn vào giống như là để tạo tiền đề, tạo liên kết mới với các tạo gì đó. Do đó sau đó là cái cặp OB này nó sẽ gắn vào đây để lấy hai CO và cái đoạn này là gì bạn? Đây là gì bạn? Phóng xạ của gì bạn? Hợp tác. Sau đó cái cặp OB hợp tác này nó mới đóng vòng lại, đóng vòng lại. Nó lấy là hai và lấy CO dần ra đi. Mình đếm đủ xung quanh nó đủ sáu yếu tố là được. 1, 2, 3, 4, 5 sao. Vì sáu yếu tố đủ lo lại thành vòng 6 này. Vì vitamin là cái vòng 6 này. Thì khi đóng vòng lại với nhau bằng cách là lấy là hai phản nước cái COO trừ thì loại nước đi, nó ra cái vòng tổng vẹn của mình. Thì cái này là dihydroalkane. Thì cái dihydroalkane đó sau đó nó sẽ bị tự hydro ở đây. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở vị trí 5, 6 nó sẽ tự hydro. Thì nó sẽ xuất hiện gì bạn? Nó đổi cho mình. Tiếp theo đó, bạn lấy nguyên cái orosay này nè, bạn cắt vào một cái hợp chất BRB, BRB này nhập trên cái phần trước rồi đó, nó gồm đường đi vô và một gốc phát là vị trí C5, hai gốc phát là vị trí C1, C1 giờ mình cắt lên, lại mình cắt lên, thì hai gốc phát là vị trí C1 là tạo tiền đề để em gắn cái orosay lên cho BRB. Cái lý do tại sao mình không dùng cái đường đi vô nó phát mà mình gắn, mà mình phải chuyển nó thành cái đường là ribo, cái ribo nó phát tại sao mình gắn trực tiếp mà mình phải dùng cái BRBB mình gắn, bởi vì phải có hai cái gốc phát nào ở vị trí C1 á thì em mới có thể gắn được các cái nguyên liệu lên trên cấu trúc của cái đường ribo đó. Thì đó cái ribo nó cũng phát chưa sẵn sàng mà chuyển thành cái gì dạng hóa hóa là gì bằng BRBB. Thì trong trường hợp này là BRBB nó sẽ dùng gốc phát để nó gắn cái orotay lên trên cái vòng đó. Rồi, đây là orotidin 5 monophosphate. Thì cái chất này thì tụi nó cắt cái phần CO2 ra, CO này ra với cái CO2. Thì cô có một cái uridin 5 monophosphate, đây là uridin. Và gắn cái đường đi vô, gắn với cái C5 có gốc phosphate thì gọi là uridin monophosphate, hay gọi tắt là UMB. Thì UMB rồi bây giờ tiếp tục cũng thành UTB thì sao bạn? Gắn thêm hai gốc phosphate nữa thì nó trở thành gì bạn? UTB thôi. Ai cũng gốc phốt phát cho nó ATP, thì nó lấy cái gốc phốt phát từ cái nguồn năng lượng ATP cung cấp cho nó thì nó sẽ trở thành là gì bạn? UTP. Rồi cái UTP này tiếp tục nó sẽ chuyển hóa thành CTP được, tại vì cái cytosin và cái uridin này nè chỉ khác nhau là cái cytosin này nó có thêm một gốc NH2, còn cái uridin này là nó ít hơn gốc NH2 thôi. Thì đó em có thể chuyển từ UTP và CTP bằng cách em lấy là hai thứ glutamine để đắp vào cho cấu tạo của uridin. À, thì nó sẽ chuyển uridin thành gì bạn? Cytosin. Đó là một cái gì bạn? CTP. Vậy là xong cái phần tổng hợp ra cái cấu trúc của gì bạn? Các cái uridin. Và nó đơn giản thôi, các bạn các phản ứng là dùng các nguyên liệu ghép nối lấy dần từng thứ một ghép lên. Thì cái urine đó, cái vòng nó nhiều hơn, cái vòng nó to hơn, nó nhiều hơn. Thì đó cái nhu cầu em xài của nguồn nguyên liệu từ các cái amino acid, từ CO2, từ các cái vitamin, từ các cái vitamin thì nó sẽ nhiều hơn so với cái gì mà uridine. Thì đó, uridine thì mình cũng xài vậy, mình xài gì bằng
cấp N hai cho nó. Như vậy là rõ ràng để tiến hành tổng hợp ra cái vòng tròn uridine này em phải cần cái nguồn nguyên liệu từ đâu ạ? Chủ yếu từ amino acid. Amino acid cung cấp cho nó rất nhiều. Có hai loại thôi. Glutamine à, ba chứ. Ba bốn. Glutamine nè. Là gì nữa bạn? Glutamine nè, lysine nè. Rồi chủ yếu ba đó là cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho cấu trúc bilirubin và bilirubin. Vậy thì cái phần chuyển hóa bilirubin thì nó đơn giản ha. Thì giờ em muốn cắt từ cái CTB, UTB. Thì đầu tiên em sẽ cắt cái gì? Trong cấu tạo em cắt cái gì? Cắt cấu hóa là đầu tiên, đúng chưa? Ở tiên hóa cắt cấu hóa là đầu tiên. Dạ, vậy thì chuyển hóa cũng cắt cấu hóa loại cấu hóa ra. Sao cắt đường đi vô đâu? Vậy thì chỉ còn lại cái 3 giờ đó là gì mà? Sinusin thôi. Vậy 3 giờ sinusin nó hơn cái uracin ở chỗ nào đó? Hơn một góc N2. Thì em muốn biến từ C thành U thì em cắt đi một cái góc N2. Thì nó chuyển thành gì mà? Uracin. Sau đó cái uracin này á, em sẽ tiến hành, em dùng để tổng hợp. Nếu như mà em đang cần nguyên liệu đó là uracin, em tổng hợp ra một cái uracin mới. Giờ em muốn có UTB mới thì em lấy nó làm tổng hợp luôn. Còn nếu em không dùng để tổng hợp thì nó chỉ còn cách là nó nhỏ lại ra, nó chỉ hóa ngược lại. Thì cái uracin nó sẽ mở vòng cho ra là dihydro uracin. Rồi xong đó là mình cắt bớt cái hydro, nó sẽ tạo ra gì bạn? Carbamoin beta ra đi. Carbamoin thì nó bắt đầu nó cắt cái carbamoin ra thì chỉ còn lại gì bạn? Alanin thôi. Rồi cái alanin thì chuyển thành gì bạn? Acetin qua được không? Alanin chuyển thành acetin qua được không? Alanin chuyển thành cái gì được? Nó ra được acetin qua được. Chu trình lưu của alanin trong đó có sự tham gia của vi sinh vật. Nhớ đang khó rồi, không chứng minh cái đó. Chu trình lưu của alanin có sự tham gia của gì bạn? Vi sinh vật. Phải không? Có sự tham gia của vi sinh vật. Cho nên cái alanin này nè, nó sẽ chuyển thành gì bạn? Glutamate trước, được chưa? Rồi sau từ glutamate thì chuyển thành gì bạn? Acetin qua. Và làm sao từ alanin nó chuyển thành glutamate được? Alanin nó chỉ cần cắt cái gốc này ra để chuyển thành glutamate ngay. Alanin nó cắt cái gốc này ra để chuyển thành glutamate ngay. Qua trên chương trình của alanin đó. Chương trình của alanin là trong cái chương vừa rồi của học sinh ăn ngay cho xít à. Dạ. Là cái phần cuối cùng á. Thì em cắt cái lớp 2 ra thì em có cái gốc gì bạn? Carbon. Đúng chưa? Rồi cái viên của em cắt ra một carbon, phóng thích cái dạng CO2 thì em chuyển thành gì bạn? Acetin qua viên của mấy carbon? Ba. Acetin có 2 thôi. Thì đó đầu tiên là alanin cắt cái lớp 2 cho ra gì bạn? Carbon. Thì cái alanin này chỉ còn lại một cái mặt thì đó là viên của. Thì khi đi qua cắt một carbon ra không có gì vậy, CO2 thì nó còn là cái hạt của hạt carbon, thế đó là gì vậy? Acid qua cái hạt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì N3 và CO2 tiếp tục được thải ra và cơ thể mình. Dạ. Rồi. Còn nếu trong cái cấu tạo của DNA nó có khác một xíu đó là cái thymin, tức là trên cấu tạo của DNA là có adenosine. A với T, D đối mã với C. Còn trên đời này thì T nó thể là kiểu gì bạn? Như U kia đó thì em tháo cái DNA ra thì sẽ có thằng thymin. Nha. Thì thằng thymin này nó cũng giống như cơ sinh ở chỗ là nó cũng hình thành. Và cách là gì bạn? Tháo cái hydro ra thì sẽ trở thành dihydrothymin. À, các bạn dihydrothymin, sau dihydrothymin nó chuyển thành là N-carbamoin beta amino acetylat thì mới cắt cái carbamoin ra. Thì carbamoin ra hai carbamoin này nè bạn, tiếp theo đó sẽ đi vào đâu bạn? Chữ ure sai đúng không? Đúng chưa? Rồi còn cái amino acetylat này nó sẽ bị chuyển hóa thành cái succinyl qua. Tại vì beta amino acetylat thì cắt cái gốc N hai ra thì N hai xuất hiện cái dạng là gì bạn? N ba. Thì cái mặt của nó sẽ trở thành gì bạn? Qua tại vì cô đi đá là bốn carbon rồi, và số sinh viên cũng là
đoàn thì là kết thúc cái